Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu của bạn tham gia một chương trình AirGroup nhận 10 top cần có ký hiệu là BBXC nha các bạn. Thì chương trình AirGroup này nó sẽ end vào ngày 25 tháng 5 và phân phối vào ngày 30 tháng 5 nha các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả dưới video mở tài trang bóng start chatbot nha các bạn. Mình nhận được 10 top cần BBXC cứ khoảng 25 đô các bạn. Rồi các bạn join vào AirGroup nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào chấm chat nè bạn. Kèo này kèo khá là ngon lắm bạn. Các bạn cho anh chào người ta các bạn. Sau khi các bạn cho anh chào, các bạn lưu ý các bạn phải lướt cái trang nha bạn. 3.5/8 nè các bạn. Các bạn phải cho anh chào group được. Rồi, và mới đắp lên các bạn. Tiếp tục bạn cho anh chào kênh Telegram group nữa nè. Blue các bạn cho anh sao cái group nữa nè. Rồi tất cả các bạn mới đắp lên nha các bạn. Tiếp tục các bạn follow Twitter trời retweet với pinpost với hashtag 50 bạn nè bạn. Các bạn copy hashtag này giúp mình nha các bạn. Thì các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè bạn. Sau khi theo dõi xong thì các bạn mới đắp lên nè. Các bạn tweet cái bài viết nữa nè. Ủa, theo dõi hai kênh Twitter hết ta. Rồi các bạn theo dõi luôn các bạn. Sorry các bạn, để mình tìm, nó kêu mình tweet nữa mà. Ok, các bạn like nè các bạn. Các bạn chấp nhận cho tweet nha các bạn. Các bạn dán cái tết nó vào luôn các bạn. Giờ tăng 5 người bạn mình vào. Rồi, các bạn tweet lên. Rồi các bạn mới đáp lời. Follow Twitter. Retweet. Hồi nãy mình chưa retweet. Retweet hai bài luôn đi các bạn. Không biết retweet bài nào. Chắc cái bài dự án đang bán video bài này đã chính xác này các bạn. Rồi các bạn like bài này nè mà. Các bạn chính xác như tweet. Các bạn nhắn hashtag như tăng 5 người bạn hồi nãy vào nè các bạn. Các bạn tweet lên các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên nè. Rồi, các bạn nhập vào đây, các bạn bấm nhập submit tên như thế các bạn. Rồi, các bạn bấm done. Tiếp tục thì các bạn gửi là đường link profile Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè. Các bạn nhập vào qua cho bạn cùng, các bạn nhập vào hồ sơ nè các bạn. Rồi, các bạn nhập vào bao bạn cùng, các bạn chia sẻ nè các bạn. Chào tất cả các bạn, sao chép vào khai giấy tạm, bán giấy tạm nè mà. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Các bạn gọi là chatbot nè các bạn. Submit profile blue. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ BMB Sebastian Z20 trên YouTube Colette nha bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè các bạn. Các bạn chạy chút xíu nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ Sebastian BB này cho mình nè các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn dán vào bằng bấm gỡ luôn. Sau khi bấm gửi xong thì các bạn join vào kênh AirGroup của nó nha bạn. AirGroup Visa nè bạn. Rồi các bạn bấm done. Rồi tiếp tục follow retweet and retweet bot. Phan các bạn nhấp vào tài Twitter này để mình coi cái bài tweet hồi nãy có giống không các bạn. Rồi trên Twitter thì bạn nhấp vào các bạn like này nè các bạn. Các bạn chích nhắn tweet nè các bạn. Các bạn tăng là username crypto. Username của nó các bạn chỗ này nè các bạn. Rồi, các bạn tweet lên nè các bạn. Sau khi các bạn tweet lên xong thì các bạn bắt đắp lại cái link bot nè, bấm bấm chat nè.
Tiếp tục các bạn bấm share tiếp để cập nhật từ khoản các bạn nha các bạn. Đây là đường dép của mình các bạn, việc lấy đường dép mà chia sẻ cho bạn bè những người thân để kiếm thêm tốc cần các bạn. Ok, như vậy tốc cần nó sẽ phong phối gì sau các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình.